cut. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn mở hộp một gói hàng mình đã đặt trên Shopee cái đợt mà 11 tháng 11 đấy. Cũng lâu lắm rồi mình chưa có video vì thời gian này mình phải đi học rồi, không còn được nghỉ nữa. Đây, đợt hàng mình đặt đây. Tên của nó là dây điện điều khiển từ xa màu vàng, giá chỉ có 16.000 thôi, được free ship. Mình vẫn đặt bên Trung Quốc nên là gói túi nó sẽ màu bạc như này. Đây, mình cũng đã bóc sẵn rồi, mình sẽ bóc ra. Đấy, màu cam này khá là đẹp, nhìn nó rất là nổi. Đây, hãng Tết nổi tiếng là Futaba. Đây là hàng nhái, sẽ là Futada. Cái này thì nó có thể kéo dài và cho ngắn cái dây Tết này là được. Các bạn có thể tùy chỉnh. Các bạn có thể chỉnh hai bên như này. Nhìn nó màu nó cam nó khá là đẹp. Mình mua cái này chủ yếu là đeo cái tech T2 này khi các bạn chơi máy bay cánh bằng á, thì chúng ta sẽ một tay cầm máy bay, một tay có thể làm việc khác nên là sẽ không cầm tết thì chúng ta lấy treo nó ở cổ để giữ nó không bị rơi. Nhớ lên như này rất là tiện và an toàn hơn. À, mình chỉ một hộp này thôi. Giờ này thì mình chỉ có thể một hộp trước, chả có thể làm video gì nữa. Dây khá là chắc và đẹp. Chào tất cả các bạn. Nếu các bạn nào muốn mua thì có thể comment lên, mình sẽ đưa cho đường link mua và sẽ được free ship. Về bên nước ngoài ship chỉ có 20.000, chúng ta sẽ được giảm 20.000, sẽ là 0 đồng. Đây khá là chắc chắn và đẹp.